Xin chào anh em, mình là Du Thẩm, kênh Riêu Dạo đã cùng em mở hộp cũng như trên tay đánh giá rất là nhiều các sản phẩm gaming desktop rồi gaming gear. Nhưng đối với anh em thì đâu mới là một cái trải nghiệm game nó cao nhất? Khi mà chúng ta đã có một cái bộ desktop nó mạnh rồi thì đối với mình nó chính là một cái màn hình. Một cái màn hình tốt thì nó sẽ như một cái đôi mắt của chúng ta vậy. Chúng ta có thể nhìn được đối thủ tốt, núp lùm những kiểu hoàn toàn có thể soi rõ được đối thủ. Do đó thì một trong những cái tiêu chuẩn màn hình mới hiện nay mà rất nhiều anh em gamer đều đang hướng đến đó chính là một cái màn hình 144Hz và là màn hình cong. Vậy thì với một cái mức giá liệu bao nhiêu thì chúng ta có thể có được một cái màn hình như này, mức giá rẻ nhất trong chiếc màn hình cong có thể được là bao nhiêu? Ngày nay bọn mình sẽ cùng anh em trên tay một cái mẫu màn hình cong rất là rẻ đến từ AOC. Đó, màn hình cong mang tên gọi là màn hình Agon. Vậy thì với cái mức giá vào khoảng 9,5 triệu cho màn hình như thế này thì nó sẽ có gì hay? Mình và anh Việt sẽ cùng mở hộp và trên tay nhanh cho anh em xem ngay bây giờ. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái HDMI, một cổng cáp HDMI đương nhiên là phải có rồi. Một cái dây VGA, một chuẩn kết nối cực kỳ cũ nhưng mà vẫn có ở trên này luôn. Ngoài ra sẽ có một cái đĩa cài đặt và một cái quyển sổ hướng dẫn sử dụng. Nhìn nó rất là cải lương, nhìn cực kỳ cải lương. Và một cái chuẩn cũ nữa là cổng PVI. Tôi cho mình quan trọng chỉ có cái dây nguồn với HDMI thôi đủ rồi. Và đây là nhân vật chính chúng ta, nhưng bình thường thì sẽ chỉ có một mình đứng chém gió với anh em thôi. Nhưng hôm nay sẽ có thêm một vị khách mời đặc biệt nữa đến đây để cùng chém gió cái màn hình rất là mới này. Đây là anh Việt, hiện tại đang là leader, đang là chủ của team Riêu Dạo luôn, để cho anh em nào chưa biết. Có lẽ anh em cũng biết nhiều rồi. Thực ra mình cũng là người mang về những cái sản phẩm khá là lớn như thế này và dành cho mọi nhu cầu các bạn. Hiện tại thì sản phẩm này hiện đang có tại cửa hàng An Phát. Nếu như các bạn nào thích thì có thể truy cập ngay đường link sẽ để phần mô tả video. Một trong những cái màn hình cong 144Hz mà em thấy gần như giá rẻ nhất thị trường hiện nay. Thực ra là nếu mà chính xác hơn đấy, phải là màn hình cong 32 inch 144Hz rẻ nhất thị trường hiện nay. Thì cách đây vài ngày thì Duy Thẩm có làm cái video 27 inch đúng không? Roger đấy. Asus mà có phải giá đến tầm 12,5 triệu đồng. Ở đây thì mức giá rẻ hơn khoảng 3 triệu đồng nhưng mà mình đã có 32 inch. 32 inch màn cong 144Hz. Thì anh em để thấy ngay là phía góc bên kia thì có đầy đủ chi tiết về những cái tính năng chính, những cái tính năng mà AOC muốn nhấn mạnh trên dòng sản phẩm Agon. Agon cũng như là một cái thương hiệu mới mà AOC muốn hướng tới bằng dòng gaming thì phải. Nếu như không nhầm. Cũng giống như kiểu cách tên gọi của các dòng như Asus, LG này, Alienware này, cũng có màn hình Alienware này và Agon. Đó. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem với 9,5 triệu cho một cái màn hình như thế này thì sẽ có được những cái gì. Thì đầu tiên anh thấy thế nào với thiết kế của cái màn hình này? Nhất thì là AOC luôn là một trong những cái thương hiệu ấy là đưa ra những màn hình rẻ nhất, ngon bổ rẻ, ngon trong bổ. Các phân khúc và thiết kế của họ cũng luôn ở cái mức basic thôi, cơ bản thôi, là nó rất là bình thường. Và thứ là dòng Agon thì nó chỉ có thêm những cái đường cong, những cái mặt đằng sau này thì chắc là thì mình sẽ show cho các bạn thì nó đặc biệt hơn thôi. Còn thực tế mình xét tổng quan thì thiết kế của màn hình không thực sự là xuất sắc. Cá nhân mình thấy thì cái màn hình Agon này nó đi theo xu hướng là hướng tới gamer, do đó thì cũng có một số những cái điểm đặc trưng dành cho game thủ. Nhưng mình thì mình cũng không thực sự ấn tượng lắm về cái cách mà Agon làm để cho những người game thủ như mình cảm thấy ấn tượng. Chúng ta nhìn thấy có cái logo ở đây, cái logo Agon này, màu đỏ đỏ phát sáng LED thì anh em thấy nó có đẹp hay không? Cá nhân mình thì thấy nó cũng chấp nhận được thôi. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm hai cái đường viền LED ở hai bên như thế này. Như anh chơi game anh cảm thấy có khó chịu với ánh sáng vào mặt mình mất chút. Đúng rồi, mình sẽ cảm thấy khá là khó chịu. Nhưng bù lại thì sẽ có 2-4 cái giải LED đỏ phía sau thì nó sẽ đánh vào tường và nó phả ra thì khá là đẹp. Có một cái điểm cộng nhỏ nhỏ là cái chân đế này thì được AOC làm khá là ngon bằng nhôm này, có tành tách luôn. Thì có một cái điểm nữa mà mình cũng muốn nói thêm đó chính là về cái khả năng chúng ta có thể xoay lật được cái màn hình này. Nhưng theo gì thì cái này là em thấy nó hơi điểm. hơi khó hiểu một chút bởi vì AOC nó chỉ dừng lại ở việc cho chúng ta nâng lên và hạ xuống hết. Đúng rồi, và thường thì game thủ xem ấy thì thường sẽ là cái góc trực diện như thế này, ít khi sẽ ngửa lên hay là ít khi sẽ gặp hạ xuống như thế này. Và cái việc mà chỉnh được độ cao như này lên xuống như này mới là hợp lý hơn là so với việc cố định như này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem với 9,5 triệu thì AOC trang bị cho cái màn hình này những cái công nghệ gì. Thì có 3 cái điểm mà mình quan tâm nhất. Thứ nhất là một cái màn hình cong. Đó, một cái màn hình cong thì sẽ giúp chúng ta có một cái góc nhìn tốt hơn khi mà chơi game FPS thì nó cong hơn này, bao quát hơn, tốt hơn. Ngoài ra thì sẽ có một cái độ phân giải là Full HD đi cùng với một cái độ quét, độ làm tươi màn hình 144Hz. Đối với anh thì 144Hz nó có ý nghĩa như thế nào? Cách đây thì khoảng tầm 2 năm thì 144Hz là một cái gì đó quá xa vời. Nhưng mà sau khi mà các game thủ mà FPS cũng như là MOBA tăng trưởng lên
thì cái màn 144Hz ấy, nó luôn mang đến những cái trải nghiệm tốt nhất về khung hình này. Và tất nhiên là nó cũng có lợi thế khi chơi game. Và đến bây giờ thì 144Hz là tiêu chuẩn, mình nghĩ là normal cho toàn bộ các game thủ hiện nay. Đặc biệt là những game thủ chơi game FPS thì cái tiêu chuẩn 144Hz luôn là những một trong những cái màn hình đầu tiên mà họ tìm kiếm. Chính xác. Và chúng ta sẽ còn đi thêm một chút nữa về mặt cái chất lượng của tấm nền hiển thị. Thì anh em nhìn thấy là cái tấm nền này nó sẽ đạt 85% NTSC. Đó, anh Việt nghĩ sao về con số này? Tất cả màn hình ở cái tầm giá thấp dưới 15 triệu đồng thì cái tấm nền người ta sử dụng là thường là tấm nền VA. Nó có cao, có hơn một chút thì sẽ dùng IPS, nhưng mà cái nền màu ấy nó sẽ thấp hơn rất nhiều. Ở đây 85% là có vẻ là được cao rồi. Thì cái suốt lần trước là mình có một cái màn hình là chỉ 7x thôi. Nhưng mà bù lại thì sẽ có một cái góc nhìn là tương đối là rộng này. Tấm nền VA đem lại tầm nhìn như là IPS, và đổi lại là chúng ta sẽ có một góc nhìn 178 độ. Thật sự thì mình thấy đây là một trong những sản phẩm rất là đáng tìm kiếm khi mà anh em đang cân nhắc một cái màn hình gaming mà đòi hỏi ba yếu tố. Thứ nhất là cong, thứ hai là có cái tấm nền nó lớn 32 inch, và thứ ba là có một cái độ làm tươi nó thật là cao để có thể đáp ứng được cho nhu cầu về chơi game. 9,5 triệu thì anh nghĩ rằng AOC Agon nếu thực sự đáng mua không, hay là có những đối thủ gì? Thực tế dưới 10 triệu thì màn hình AOC sẽ luôn là những cái màn hình đem lại những trải nghiệm cao nhất. Tuy nhiên thì nếu bạn là người yêu thiết kế, bạn cần một tấm nền chất lượng hơn thì màn hình này không phù hợp lắm. Thay vào đấy bạn sẽ sử dụng màn hình phẳng cũng tầm giá đấy, tấm nền IPS đấy 219 chẳng hạn, một sự lựa chọn tốt hơn. Thật sự thì đối với mình mà nói, mình chỉ có hai cái điểm duy nhất mình không thích trên cái màn hình này. Thứ nhất là cái thiết kế nó không được đúng chất gaming cho lắm, và thứ hai là cái màu sắc của màn hình nó không được thực sự những gì mình mong muốn. Còn lại thì đây có lẽ sẽ là một cái món hời mà anh em nên cân nhắc. Và nếu như anh em quan tâm thì mình sẽ để đường link mua hàng ở Alpha PC ngay phần mô tả video để cho anh em tham khảo. Còn bây giờ thì có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại anh em cho những video lần sau. Lần sau là màn hình gì nhỉ? Lần sau sẽ còn thêm một cái màn hình nữa. Anh em muốn xem màn hình gì tiếp? Comment ở phía dưới nhá.